Vừa qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, gọi tắt RSF, lại đưa ra quan điểm mang tính quy chụp rằng Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia giam giữ nhiều nhà báo nhất thế giới. Bác bỏ những phán xét mang tính vu cáo này, báo Công an Nhân dân có bài viết RSF lại dở chiêu bài lạc lõng. Bài viết chỉ rõ, lâu nay, tổ chức này thường xuyên có những luận điệu sai trái, xuyên tạc tình hình tự do báo chí, ngôn luận của một số nước, trong đó có Việt Nam. RSF công khai bênh vực những đối tượng lấy danh nghĩa báo chí để thực hiện các hành vi phạm tội đã bị xử lý hình sự, luôn làm ngơ trước thực tế sống động về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Hiện nay, mọi công dân Việt Nam không phân biệt tuổi tác, giới tính, dân tộc, tôn giáo đều có quyền phát biểu để đạt nguyện vọng, đóng góp ý kiến cho các cấp ủy đảng, chính quyền thông qua báo chí. Đây là thực tiễn khách quan. Vì vậy, những phản ánh sai lệch, thiếu trung thực về tự do báo chí và cổ suý cho các đối tượng chống đối nêu trên của RSF đã trở nên lạc lõng, hoàn toàn không có bất cứ giá trị nào.